Rồi hello, xin chào anh chị em cô chú nha. Em mới vừa đổi xe với khách. Thì em xe này em quay lên đây là em để giới thiệu anh em mình. Anh em nào cần và muốn tập lái thì lấy xe này. Hoặc là những anh em nào đang có nhu cầu che mưa, tránh nắng trong những cái điều kiện thời tiết như thế này ha. Lúc thì nắng, lúc thì mưa thì mình mua xe này mình chạy. Thì giá xe này thì nó rất là rẻ ha. Xe này thì mình đổi với khách cho nên mình cũng không biết định giá xe bao nhiêu. Thì anh em cảm thấy mua được bao nhiêu thì cứ alo cho em. Đời 2 đã 5. Máy lạnh có, nghe nhạc có, 4 cái vỏ mới, 4 cái mâm đúc. Đó. Em quay những cái đẹp của xe này trước cho anh em mình xem ha. Ít siêu nhân gương nè. 4 cái vỏ mới nha anh chị nha. Đó. Đuôi gió rồi cũng còn khá, nước sơn si còn khoảng 70%. Nếu mà em bán cho anh em muốn dọn á thì anh em thêm 7 triệu nữa em sơn nguyên cái xe mới luôn. Xe này được cái dàn ghế nội thất đẹp ha anh chị ha. Túp lô túp ly ok. Keo chỉ thì nó lởm mởm nha anh chị nha, chỗ có chỗ không. Xe nói chung thì xe cỏ thì mình cũng không có tránh được những cái điều kiện là cái keo chỉ ha. Mình chỉ có quan tâm mà cái máy nó im hay không thôi. Chứ đừng có nói máy riêng kêu bổ á, hay là xe này là nó có va chạm gì chưa ha. Tất nhiên những em xe mà tích như thế này trên thị trường 100 xe là va chạm hết 90 xe rồi. Bây giờ va chạm thì nó có nhiều ý, như anh em bị dao quẹt chứ không phải đâm đụng. Đâm đụng thì nó khi xe này, nếu mà đâm đụng xe này là nó không có đâm đụng nha anh chị nha. Tại vì mua mình đổi xe hay mình mua mình cũng phải kiểm tra, đâm đụng mình đâu có dám mua đâu. Mình ngại mua ha. Mình xe này thì mình thấy nó còn êm. Thì đó thì mình quay lên đây cho anh em mình xem. Anh em nào thấy mà cảm thấy thích xe này thì cứ nhấc máy lên alo cho em Thịnh ha. Thì em Thịnh sẽ để một cái giá cực kỳ hợp lý cho. Thì đời xe đời 2005. Có máy lạnh đầy đủ ha, gầm bệ cũng còn khá. Sơn si tạm ổn rồi chứ không đẹp. Có lốp cửa từ xa luôn. Và cái máy xe này cực kỳ êm nha anh chị nha. Máy lạnh máy êm ha. Mình quay đây mình nói chi tiết cho anh em xem luôn cho nó dễ. Máy em cực kỳ ha. Để em chạy vô đây chút xíu em quay cái. Em quay cái dầm máy cho anh em xem ha. Nè, cái dàn hát nhạc nè anh chị ha. Máy lạnh thì lạnh teo nha. Trần thì trần đẹp, trần bằng mấy kiểu bằng cái gì ta? Nó bằng cái dễ dù hay gì ngày xưa của anh ta là để ngày xưa cái đèn cũng có đầy đủ luôn nè. Giá này nó quá rẻ rồi anh chị ha. Được cái máy êm nữa. Keo chỉ ở trong còn luôn nè anh chị thấy không? Keo chỉ trong còn luôn nè. Nhưng mà nó chỗ có chỗ không chứ không phải là nó có hết nha anh chị nha. 4 cái vỏ mới nè, chị nhìn này ha. Sơn si thì tạm ổn. Mình quay cho anh em mình xem được thì lấy. Để em giật turbo cho ta, làm sao dở này. Đây, đây đó. Cái máy còn êm lắm anh chị. Máy không có bị đổ hơi nha. Đi xe cỏ này được cái máy không có đổ hơi. Không có một miếng hơi miếng khói luôn á. Phun xăng điện tử đời 2005. Bình thì bình mới còn bảo hành luôn. Nước sơn riêng còn luôn. Nước sơn riêng còn được trong này nè anh chị ha. Anh em mua được nhiêu thì cứ alo cho em. Xe thì sơn si cũng tạm ổn rồi. Từ cao 2.5. Xe này anh em muốn đẹp thì phải sơn. Lúc này nè, em chỉ cho anh em xem luôn nè. Đây nè, sơn đây, đây, đây. Mình quay là quay chi tiết của thực tế cho anh em xem ha. Này nếu mà anh em tút lại á, tút sơ sơ khoảng 2.5 triệu. Còn anh em mà sơn nguyên xe thì tầm khoảng 7 triệu ha. Em lãnh làm cho anh em. Anh em thấy đi, cảm thấy đi mua được thì alo cho em ha. Xe này lòng về lòng trầm đồ ngon lắm, cũng thừa. Dầm bể đẹp ha. Dầm ok đó. Dầm khá ổn định. Dầm bể chính thường. Sơn si có chỗ bị tróc, bị trầy. Tí đỉnh thôi. Được cái là xe biển Sài Gòn, gốc Sài Gòn đó. Cái mâm sau là mâm si cua. Còn cái mâm mà dự trù là mâm đúc luôn anh chị nha. Tại vì có một cái mâm đúc để thế này mà lại để mâm sắt cái này. Cái xe vẫn còn 4 mâm đúc đầy đủ nha, không bị mất nha. Anh em nào thấy được thì liên hệ với em. Xe không đổ hơi, đổ khói, bao xe máy im. Rồi, kết thúc video, chúc em và con buổi chiều vui vẻ nha.